đến với bản tin dự báo thời tiết của VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ vẫn giữ cường độ khá mạnh. Trời có mưa ngay từ sáng và mưa xuất hiện ở cả miền Đông và miền Tây. Trong đó thì miền Tây tập trung nhiều điểm mưa vừa, mưa to hơn. Một số nơi ở Bình Phước, Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang lượng mưa tới 54-78mm. Và thưa quý vị, dự báo sang ngày mai, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng. Thời gian mưa tập trung về chiều và tối, nhiều điểm sẽ mưa 25-50mm và cục bộ có nơi mưa to trên 70mm gây ngập úng các vùng trũng thấp. Trong cơn dông, quý vị cần phải cảnh giác với lốc sét, gió giật mạnh. Sáng đến trưa mai, toàn miền trời nắng. Dự báo một số thành phố là Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh sẽ oi nóng với mức nhiệt là 33 độ. Còn các nơi khác bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ khá dễ chịu, 30-32 độ. Xin chuyển sang thông tin thời tiết biển. Trên biển, dự báo đêm nay và ngày mai, các vùng biển quanh hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa, từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang đều có mưa dông lốc xoáy. Riêng khu vực Bình Thuận, Cà Mau, cảnh báo thêm gió mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giờ cấp 7, cấp 8, biển động. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!